qua trong 30 năm bộ ba có mấy cái chuyện dăm ba thị phi. Tham ô tụi mày bán hàng thu mua tiền nóng tiền chi. Đến tay tao là tao sẽ không buông tha mà máu trong tuôn ra. Nếu như mày không thiện chí nên mày trốn ở đâu thì tao cũng bắt được mày, tại vì tao mang cái danh thám tử truyền kỳ. Mày kiểm tra đây là sao, đối tượng gây án và hung khí là dao. Vết máu mới thi thể đập vào bao, kéo lê từ trước cho đến tận nhà sau. Kẻ này mưu mô không phải nhất thời, cướp cổ giết người tội ác nhất trời. Không sao bà con yên lòng đi, vì tôi lên đường đưa người gian đem về giam. Let's go, thu thập chứng cứ từ ngay bây giờ. Điều tra cho kỹ xong rồi kiểm chứng và xem lại lời khai thêm vài giấy tờ. Mang camera chụp những điểm đứng à. Mày không xong rồi khi là tao đem án tử tặng mày. Mong mày không còn trông chờ chi ngày ra xét xử sớm vài ngày. Sống làm người tốt, không làm người khôn. Mày dối trá trốn hoài có được không? Để phần phước cho con cháu mày tặng bông. Còn mày chống luật pháp không khéo tay nặng còng. Đời mày sống nó bạc bẽo, số phận sa ngã cũng vì tiền. Thôi đừng chối để làm chi, hành vi của anh đã bị tôi phát hiện. Giêsu quanh là bóng đêm, tỏa bên trong làn khói. Mong mọi thứ đều ấm êm, chỉ có một mình tôi. Đi tìm chân lý, hàng ngày giông bão, mong chờ tương lai không phong ba. Một cuộc sống khi ta muốn thấy nụ cười và không còn thói gian trong nhân thế người người. Còn bao nhiêu đắng cay, cơn mê không bạc tiền, rồi đời lại trắng tay, bao giông tố triền miên. Ở trong cuộc sống xuất hiện kẻ gian, lại có thám tử bước vào bẻ ngang. Có xấu có tốt ông trời đã ban, lục tìm chứng cứ bị mày quả tang. Vô tình đi qua đi lại trong xóm làng, thấy người nổi lòng tham, nhìn nó lừa người dễ như ăn khóm vàng, liền muốn cho nó cầm giam. Ê, bước vô phá án, bởi vì tao thấy tụi mày ăn cướp hơi quá đáng. Người dân bị gài bị đè than suốt hay cả chán, để anh thám tử này vào ban phước như bá quan. Ê ê ê ê, bước qua biết bao tình huống, kinh nghiệm tao có cũng cỡ chuyên gia. Mấy anh đầu gấu khi bị tao bắt không thể chống cự đành phải xin tha. Lỡ xui đang đi trộm cắp mà để tao thấy ngay lúc khinh ra, thì mày xác định cuộc đời ngục tối khi ăn đủ tội bản án in ra. Anh thám tử, cháu còn gồng thiên đất Việt, cùng hiệp sĩ phá án nhiều mưu mô với tinh thần luôn bất diệt. Anh thám tử vạch trần ra chuyện ác thiện, những chuyện xấu cứ giấu nhưng chẳng may bị thám tử tư phát hiện. Giêsu quanh là bóng đêm, tỏa bên trong làn khói. Mong mọi thứ đều ấm êm, chỉ có một mình tôi. Đi tìm chân lý, hàng ngày giông bão, mong chờ tương lai không phong ba. Một cuộc sống khi ta muốn thấy nụ cười và không còn thói gian trong nhân thế người người. Còn bao nhiêu đêm